Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và lôi cuốn có tên Mẹ kế con chồng của tác giả An Tịch. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thành phố A cuối xóm của một khu nhà cấp 4 cũ kỹ xuất hiện bóng sáng của một người phụ nữ. Phía sau cô còn kéo theo cái vali to đùng. Cô gái ăn bận rất đơn giản, áo sơ mi màu đen cùng quần tây màu nâu bò đi giày đế thấp. Mái tóc đen nhánh được buộc gọn gàng ở phía sau để lộ ra gương mặt thon gọn tinh tế và nước da trắng ngần như trứng bóc. Chuyện cũng không có gì đặc biệt nếu như cô không đứng trước ngôi nhà cuối xóm ấy nhà này là của một cảnh sát có tiếng trong vùng nhưng ba năm trước anh ta đã bị bắt vì tội danh tàng trữ và buôn bán ma túy lúc ấy cả một xóm nghe được tin này ai nấy đều ngỡ ngàng vì không một ai ngờ rằng người đàn ông trẻ tuổi ấy lại bị bắt vì tội danh chết người kia tưởng nguyệt kéo vali đi vào trong sân sau đó đứng ở trước cửa chính cắm chìa khóa vào khe hở cánh cửa mở ra cô kéo hành lý đi vào. Bên trong nhà vẫn vậy, bài trí rất đơn giản. Một cái sofa màu nâu sẫm nằm ở giữa gian nhà. Đối diện nó là cái tivi cũ kỹ đang phát bản tin thời sự buổi tối. Ánh mắt cô quét qua một lượt, sau đó tiêu cự dừng lại ở một điểm. Người đàn ông thoạt chừng hai mươi mấy tuổi, ngồi ở sofa đang ăn mì gói. Động tác hút mì bị hóa đá tại chỗ vì sự xuất hiện của tưởng nguyệt cô nhìn thấy hắn, đôi mắt hồ ly trực tiếp chiếu vào đối phương. Ngay sau đó giọng phụ nữ nhẹ nhàng vang lên. Tôi chuyển công tác tới chỗ này, ở nhờ ít hôm được không? Lục trí giống như bị ai ấn cho nút pause, hắn bất động một lúc, phải nói là ngây người ra mất một lúc mới kịp phản ứng. Cô đùa kiểu gì vậy? Mãi sau đó hắn mới hỏi lại cô không nhìn ra thái độ của lục trí ở thời điểm hiện tại vì gương mặt của hắn rất đăm chiêu, hình như là còn đang suy nghĩ và cân nhắc nên buồn hay là nên vui. Hết cách rồi, tôi không còn chỗ nào để đi. Tưởng Nguyệt nhún vai rồi rất tự nhiên kéo vali vào hẳn trong nhà, sau đó tiến tới sofa, ngồi ngay sát bên cạnh lục trí. Bất giác hắn lùi ra xa giữ khoảng cách với cô. Vậy mà tưởng Nguyệt lại giả vờ như không hề nhìn thấy hành động bài xích của hắn ta. Cô cầm ly mì của lục trí đang ăn dở lên, sau đó tiếp tục ăn nốt phần thừa còn lại. Nhìn tưởng nguyệt, hai chân mày của hắn trong lại như sắp dính vào nhau tới nơi rồi. Khuôn môi thì mím chặt, cổ họng hắn lúc này giống như bị ai bóp chặt, không thể nói ra bất cứ điều gì. Tôi phải ngồi xe mất 6 tiếng mới về được tới đây, vừa đói vừa lạnh cô vừa ăn vừa than vãn. Chính thái độ tự nhiên của cô làm cho Lục Trí không biết nên phản ứng như thế nào. Khách sạn, tôi thuê cho cô khách sạn, đi thôi. Mãi một lúc hắn mới nói được, lại còn nói lắp bắp. Trong bộ dạng của Lục Trí bây giờ chẳng khác nào đang gặp ma giữa ban ngày, mà cũng đúng thôi, tưởng nguyệt là bóng ma của đời hắn. Tôi không muốn ở khách sạn, quanh năm đều ở trong đó có cái gì mà tốt chứ chúng ta cũng không phải xa lạ dù gì tôi cũng là gì của cậu mà tưởng nguyệt người phụ nữ vừa dứt lời người đàn ông đã gầm lên tên của cô lục trí đen mặt còn cô thì vẫn dửng dưng còn cố tình hỏi lại không phải như vậy hả nói gì thì nói tôi cũng là vợ của cha cậu mà mặt cô làm từ bê tông hay sao không biết xấu hổ hả tôi mặc kệ tôi cứ ở đây. Nói cho cùng thì cũng vì cậu mà tôi phải sống ẩn giật mấy năm trời. Một chút bồi thường này thì có là gì đâu phải không? Tưởng Nguyệt đặt ly mì đã ăn hết sạch xuống mặt bàn. Sau đó dùng khăn giấy lau chùi miệng rồi đứng lên di chuyển. Cô tự nhiên như ở nhà mình để cửa một căn phòng đi vào. Tôi vẫn ở phòng này nhé anh Trí. Lực Trí ở bên ngoài nghiến răng nghiến lợi cũng không thể làm được gì ba năm trời không gặp gỡ, lúc gặp lại thì thật là khiến người ta nhức đầu. Tưởng Nguyệt sắp xếp đồ đạc từ vali ra ngoài mất cả một buổi. Sau khi làm xong việc, nhìn lại cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi. Cô tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ rồi đẩy cửa ra ngoài phòng khách. Bên ngoài không có ai, Lục Trí đã vào phòng ngủ của mình rồi. Cô trèo lên sofa, cầm remote mở TV lên xem trước tivi cũng rè rè phát tin tức. Cô cũng không để tâm tới mà nhìn chằm chằm vào cửa phòng đang đóng chặt ở trước mặt. Tâm trạng của Tưởng Nguyệt có chút khổ sở, Ba năm không gặp, tưởng đâu là đã bình thường trở lại, nhưng cái đó là do cô tự gạt người, gạt mình thôi. Trên thực tế, cô không bình tĩnh, còn người đàn ông đó cũng không thể bình tĩnh nổi trước lần gặp gỡ này. Nhìn thái độ của Lục Chí là biết từ trước đến giờ hắn chưa từng bị động như vậy. Cô cũng không biết vì sao mình lại trở về chốn cũ này nữa. Hôm đó cấp trên nói ở thành phố A còn thiếu một chức vụ cảnh sát an ninh khu vực, Tưởng Nguyệt nói mình muốn đảm nhận vai trò đó, kết quả là cô được điều về thành phố A này với diện chuyển công tác. Thật ra đó là cách cớ thôi. Cửa phòng mở ra, cô mới hoàn hồn, cũng không tỏ ra giật mình mà chỉ dạo vờ như không có gì, rời ánh mắt lên người lục trí. Hành động của cô rất tự nhiên, có lẽ do tính chất của công việc rảnh rũa mà nên. Hắn cũng đang nhìn cô, cuối cùng là ngồi xuống ngay bên cạnh. Hắn hỏi, cô tới chỗ này làm gì? Ở trong bao lâu? Bị cấp trên điều xuống đây làm cảnh sát an ninh. Tôi ở bao lâu cũng phải xem vận may đã. Tưởng Nguyệt thong thả đáp lời. Cảnh sát an ninh, cô đùa chắc hắn nghe như trò cười với bằng cấp và kinh nghiệm của tưởng nguyệt trong ngành nghề này thì không thể nào làm cái chức vụ kia được cô thấy hắn ngạc nhiên thì không nhịn được mà phì cười cô hỏi lại vậy theo cậu một mật vụ bị vạch trần thì có thể làm chức vụ gì trong ngành nữa lục trí im lặng không đáp hắn còn có thể nói cái gì nữa đây chuyện năm xưa là lỗi của hắn nhưng mà cũng không hoàn toàn là lỗi của lục trí hắn đâu Cuối cùng Lục Trí cũng nhắm một mắt, mở một mắt cho cô ở lại ít hôm. Tưởng Nguyệt đã dự đoán trước kết quả này rồi. Hắn sẽ không đuổi cô sớm đâu. Mọi thứ đều đang diễn ra đúng kế hoạch. Sáng sớm, Tưởng Nguyệt loay hoay ở trong bếp làm thức ăn sáng. Cô bận cả một buổi, nhưng Lục Trí vẫn chưa thức. Nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ hơn, thấy vậy cô mới chủ động vào phòng hắn lai gọi. Hắn không chốt khóa cửa phòng, cho nên cô vặn một cái là cánh cửa mở ra ngay. Người đàn ông mặc áo thun mỏng màu trắng và quần đùi cuộn trong chiếc chăn dày cộp, bộ dạng lúc ngủ rất lười biếng nhưng đặc biệt đẹp trai. Tưởng Nguyệt giống như bị thôi miên, cô đi tới đứng ở đầu giường, dùng đầu ngón tay nhỏ sờ sờ lên chân mày của hắn như đang phát họa một bản thảo nào đó. Cô nhìn hắn đến mức xuất hồn, bàn tay càng thêm tham lam, sờ soạn trên gương mặt của Lục Trí. Bị động, hắn cau mày mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt Lục Trí Chí chính là vòng eo nhỏ nhắn ẩn sau lớp áo ngủ bằng lụa mỏng màu hồng nhạt của Tưởng Nguyệt. Hắn giật nảy mình, lập tức ngồi dậy lùi về sau giữ khoảng cách. "Dậy ăn sáng đi, tôi có nấu phần cho cậu." Tưởng Nguyệt mỉm cười ngọt ngào nói, dường như cố ý không nhìn thấy phản ứng thái quá vừa rồi của Lục Trí. Cô sẽ không để ý đâu. Sao cô vào đây? Ra ngoài ngay đi. Tại vì cậu không khóa cửa, đẩy một cái là vào được luôn. Nhanh gian sáng nhé, đừng chậm chạp, nguội mất sẽ không ngon. Người phụ nữ giải bước rời khỏi phòng, ánh mắt lục trí rắn chặt trên lưng của cô đến khi khuất bóng. Hắn thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng đi vào toilet tắm rửa một lúc. Bữa ăn được bày hai phần cháo trứng và một ít rau xào mấy món này làm hắn nhất thời cảm thấy xa lạ, cũng không nên nói là xa lạ, mà đã từng quen thuộc rồi không xuất hiện nữa thì bỗng trở nên lạ lẫm vậy thôi. Lục Chí kéo ghế ngồi vào bàn, hắn ngồi đối diện với Tưởng Nguyệt. Ăn sáng đi, dạo này cậu làm gì rồi? Cuộc trò chuyện buổi sáng bắt đầu, hình như người khơi gợi trước luôn là Tưởng Nguyệt, hắn luôn có một thắc mắc trong lòng là cô sớm đã quên sạch sẽ chuyện cũ rồi sao nếu không phải đã quên vậy tại sao cô lại có thể tự nhiên như vậy được làm ở tiệm xăm cách đây hai khu phố hắn nhàn nhạt, nhạt đáp tưởng nguyệt gắp vào chén cho hắn một ít rau xanh rồi hỏi tiếp cũng được không có giờ giấc cố định sao không có vậy bạn gái thì sao có để ý ai chưa cô hỏi chuyện này để làm gì hỏi thăm thôi dù sao cậu cũng đã từng gọi tôi là mẹ mà, tôi cũng nên quan tâm con cái một chút. Tưởng Nguyệt, nếu như cô không muốn tôi ném cô ra ngoài thì ngừng ngay cái chữ mẹ đó đi, cô không phải mẹ tôi. Một câu nối tiếp một câu, thái độ của Lục Chí ngày càng gay gắt, Tưởng Nguyệt cũng không cần chọc hắn điên lên, không nói thì không nói, làm gì mà hung dữ. Thật ra cô đã biết được chuyện mình cần biết rồi. Hỏi thăm chỉ là cái cớ để cả hai bắt đầu cuộc trò chuyện thôi. Người ta nói ba năm nay Lục Chí không có qua lại với bạn gái, cũng chính vì điều đó cô mới quay về đây. Trong lòng Tưởng Nguyệt luôn có một tham vọng nho nhỏ, là hắn vẫn còn có cảm giác với cô nên mới không quen bạn gái. Ăn sáng xong, Lục Chí khoác áo đi ra ngoài. Hắn nói là mình đi làm bằng tông giọng lạnh nhạt vô tình. Hắn đi tới phòng xăm. Đám thợ ở đây thấy hắn xuất hiện thì mắt tròn mắt dẹt. Lục đại cao của bọn họ có bao giờ tới sớm vậy đâu. Bình thường qua giờ trưa mới mong nhìn được thấy mặt hắn. A Lê bưng cho hắn một ly cà phê đen đá. Sau đó còn quan tâm hỏi Han. Anh Chí sao anh tới sớm vậy? Ngủ không được hả anh? Cần mày quản à? Hắn gắt giọng. À đâu có em quan tâm anh thôi mà. A Lê cười nịnh nọt sau đó cũng nhanh chóng đi làm việc thăm dò được rồi nhìn thái độ là hắn ta biết ngay tâm trạng của lục trí không tốt không nên chọc đến kẻo rước họa vào thân tiệm xăm này là do lục trí dùng tiền túi để mở mấy anh em thợ thầy trong tiệm cũng là do hắn chiêu mộ về từ đầu đường xó chợ ở đây tuy không ai nói ra nhưng họ đều biết hắn là ân nhân cứu mạng của bọn họ nếu không có hắn tụ tập lại bọn họ thì bây giờ tám nhân viên ở đây có thể đã lưu lạc tới nơi nào rồi. Lục Chí mở tiệm xăm nhưng lại không có nổi một hình xăm nào trên cơ thể. Hắn nói hắn chỉ thích nhìn, không thích đụng. Tiệm xăm này hoạt động cũng rất được, tiền kiếm về cũng không hề ít, đủ để chi trả các loại chi phí cho nhân viên trong tiệm. Nó giống như kế sinh nhai của một nhóm người. Anh Chí mới tới hả? hiếm khi thấy anh chịu thức sớm đó nha một cô gái ăn mặc rất chất cả người khoác lên bộ đồ xa báo ôm sát cơ thể đủ đầy lục trí nâng ánh mắt lên nhìn sau đó chỉ hời hợt đáp lại một tiếng ừ tiêu đào em tới lên hình ở chỗ này nếu anh đã tới thì anh xăm cho em đi tiêu đào nhìn hắn cười rồi chỉ về phía phần trên quyến rũ của mình hai má luống đồng tiền lộ ra vô cùng xinh đẹp Lục Chí lấy cớ không có hứng thú nên chỉ đứng giám sát chứ không trực tiếp xăm cho tiêu đào. Tuy có chút thất vọng nhưng mà được hắn giám sát cũng không tệ. Cô liên hình ở chỗ đó là một nơi rất quyến rũ của con gái. Ở cái tiệm xăm này ai cũng biết tiêu đào thích lục trí. Còn hắn thì cứ trưng xa bộ dạng lạnh nhạt đối với cô nàng. Cô gái này nói về gia thế cũng không phải tầm thường. Cha của cô ta là tay bảo kê có máu mặt tại đây, nên con gái cũng có chút quyền lực và tiếng thơm. Cả tiệm ai cũng ngầm hiểu, vì nguyên nhân này mà lục trí mới không trực tiếp đuổi cổ tiêu đào. Mấy năm nay, phụ nữ thích lục trí chủ động tìm đến nhiều vô số kể, nhưng mà lần nào hắn cũng lạnh lùng từ chối. Thậm chí có khi còn nổi điên dọa người ta chạy mất dép. Chỉ có tiêu đào là ngoại lệ, hắn vẫn nhẫn nhịn được. Tiếng máy xăm chạy phát ra tiếng động rè rè trong không gian yên tĩnh. Cô gái nằm ở trên giường phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ. Người thợ xăm là một người đàn ông tầm 30 tuổi. Mồ hôi anh ta bây giờ diễn ra đầy chán. Bởi vì cái cô tiêu đào này kêu ra cái loại âm thanh không giống như bị đau. Nghe qua có vẻ giống như đang gợi tỉnh hơn. Nhẹ nhẹ thôi anh. Tiêu đào nằm ở trên giường rên rỉ bàn tay còn đang đặt ở một bên còn lại cố ý di chuyển. Sắc mặt lục trí lạnh tanh, hắn chỉ chú ý tới cái hình xăm thôi, hoàn toàn không có hứng thú nhìn lung tung đi chỗ khác. Lục trí à, cậu để quên ví ở nhà. Câu nói của tưởng Nguyệt đứt ra thành từng quãng kèm theo đó là biểu cảm ngạc nhiên. Vì thấy hắn đi làm mà không mang ví cho nên cô mới tìm tới tận đây đưa cho hắn. Ai mà ngờ lúc đi vào lại thấy cảnh tượng quá mức nóng mắt như vậy. Đồng ý là phụ nữ đi xăm chỗ kín thật sự không hiếm gặp đi. Nhưng hắn không phải thợ xăm. Vậy tại sao còn đứng nhìn cô gái đó một cách thất thần? Gì? Đúng là gì không vậy? A Lê từ trên ghế sofa đang chơi game nhào tới trước mặt tưởng nguyệt. Anh ta trợn tròn hai mắt như sợ là mình nhìn nhầm. Tưởng Nguyệt biết một chút về thiếu niên này anh ta là cái đuôi nhỏ của lục trí nói là bạn thân cũng không phải chỉ là luôn luôn đi theo hắn từ thời thành niên lúc cô còn sống cùng với lục trí trong ngôi nhà đó a lê cũng thường hay đến rủ hắn đi chơi đúng là gì rồi gì về hồi nào vậy a lê hỏi cô xong lại lén nhìn qua lục trí đang đứng im lặng ở chỗ cũ hành động này tưởng nguyệt không hiểu lắm sao anh ta lại nhìn lục trí bằng ánh mắt đó mới vài hôm thôi. Gửi cho A Chí giúp tôi nhé. Nói rồi tưởng Nguyệt đưa chiếc ví cho A Lê rồi quay lưng rời đi. Cô là người khi hiếu kỳ một chuyện gì đó cũng không lộ ra mặt. Thấy tưởng Nguyệt bỏ đi, Lục Chí chạy theo cô ra khỏi cửa rồi nắm cổ tay cô kéo lại. Hắn cũng không biết mình bị cái gì nữa. Ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy theo cô ra đây. Sao vậy? Tưởng Nguyệt rất bình tĩnh cô hỏi. Nếu đã tới thì vào trong ngồi chút đi rồi hãng ra. Hay là xăm vài hình đi. Thích cái gì tôi xăm cho cô. Tiệm cậu không có khách à? Đến nỗi phải bắt cậu ra trèo kéo khách hàng cỡ này. Tưởng Nguyệt nhìn cổ tay mình bị lục trí nắm chặt thật sự rất muốn cười. Không vào thì thôi, cô về đi. Hắn tự ái. Vào chứ, để xem trong này có gì. Hắn mím môi nhìn cô, sau đó cũng dẫn cô đi vào lại trong tiệm xăm a à, lê rất biết chuyện thấy cô quay lại liền chuẩn bị trả nước rất chu đáo thậm chí anh ta còn ngồi ngay bên cạnh trinh ra bộ mặt sẵn sàng trò chuyện bất cứ lúc nào gì à chỉ thấy tiệm xăm này có ngầu không gì ừ cũng được mấy cái này do mấy cậu sơn tường rồi trang trí hả tiệm này là do lục trí đại ca một tay làm đấy sau này chúng tôi mới tân trang lại thôi A Lê không hề giấu giếm bất cứ thứ gì. Muốn mỏi móc hết ruột gan ra để khoe với người khác. Lục Chí không có nói nhiều như anh ta. Hắn đem ra một cái quyển album dày ném vào người cô. Xem đi, có thích cái nào không? Giảm 50% cho cô. Tưởng Nguyệt nhìn cuốn album thì phỉ cười. Nếu có dịp cô chắc chắn sẽ nhờ Lục Chí xong cho cô một hình. Đùa cậu đó, mấy ngày nữa là tôi nhậm chức cảnh sát ở đây rồi, sao mà xăm mình được? thôi, chắc là tôi về nhà trước. Buổi chiều cậu có về ăn cơm không? Anh Chí chiều nay đi ăn với em đi." Tiêu Đào kéo rèm đi ra, phần dưới thì vẫn ăn mặc chỉnh chu, còn phần trên chỉ mặc áo lót nhỏ xíu, không che đậy nổi thứ gì. Mấy người ở đây sớm đã nhìn thành quen rồi. Tiêu Đào rất thích xăm mình, lại xăm ở những chỗ rất kín. Cô ấy mỗi lần tới đây như muốn lột sạch, cũng không có ai dám đắc tội. Tưởng Nguyệt nhìn Lục Chí cô thấy hắn cũng đang nhìn cô nhưng với tính cách của cô thì không cho phép cô im lặng trong giây phút này cô cười nói vậy tối nay tôi không nấu cơm nhé tôi về đây a lê chị gái này là ai vậy anh trí em chưa thấy bao giờ tiêu đào chặn đường cô thái độ của cô ta giống như đang bắt ghen cô và lục trí vậy rất trẻ con thì ra lục trí thích thể loại này sao cô không biết thật Tưởng Nguyệt không biết tại sao mình lại không nhịn nổi, cô trực tiếp giải thích ngay. "Tôi là Tưởng Nguyệt, nói sẽ hiểu nhất thì tôi là mẹ kế của A Chí. Tôi và cha của A Chí kết hôn, cậu ấy là con riêng của chồng tôi. Tôi đã nói rồi mà, cô không phải mẹ tôi." Lục Chí luôn luôn phản ứng gay gắt về vấn đề này, mỗi lần Tưởng Nguyệt nói ra, hắn hầu như sẽ không nhịn được mà chen vào. "Tôi về trước đây." tối đó Lục Trí không đi ăn tối mà trở về nhà lúc 6 giờ chiều. Tưởng Nguyệt cũng không ngạc nhiên, cô thấy hắn về cũng tự động làm thức ăn nhiều hơn một phần. Không ra ngoài ăn với bạn à? Cô dọn thức ăn lên bàn tiện miệng hỏi thăm. Cô thích tôi ra ngoài lắm sao? Hỏi mãi thế. Hắn không ngần ngại gì mà hỏi lại ngay. Tưởng Nguyệt không trả lời, cô kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn sới cơm. Đừng có đi nói khắp nơi, cô là mẹ của tôi nữa. Lục trí tôi không có mẹ, cô hiểu chưa? Vậy sau này tôi sẽ dùng từ gì kế vậy? Hắn tức tối đập bàn, trừng mắt nhìn cô, tưởng Nguyệt không nói gì cả, vẫn bình tĩnh cúi đầu ăn cơm. Lục trí tính cách nóng này bốc đồng, đây mới chính là thiếu niên cô quen. Hắn chưa từng ở thế bị động, cô cũng không mong hắn sẽ ở thế bị động. Mãi một lúc sau đó, Lục trí mới nói thêm: muốn làm gì kế của tôi đến thế à? Vậy lúc đó đừng có bỏ lên giường của ông đây chứ. Ăn cơm đi, thức ăn nguội rồi. Cả hai cúi đầu ăn cơm, Lục Chí biết cô không quên, chưa từng quên chuyện cũ, hắn ghét cái thái độ dửng dưng của cô vô cùng. Tại sao cô lại có thể xem như không có gì mà nói với người khác cô là vợ của cha hắn, bởi vậy hắn mới không nhịn được mà nhắc nhở cô một chút. Suốt cả bữa cơm cũng không ai nói với ai câu nào nữa ăn xong thì ai về phòng nấy. Lục Chí ấn chốt cửa phòng, sau đó nghĩ nghĩ lại cố tình không chốt cửa nữa. Hắn cũng không biết mình bị sao nữa. Cái người đó trở về, làm cho tâm trạng hắn lên xuống thất thường vô cùng. Giống như đang đi tàu lượn siêu tốc vậy. Nhưng cuối cùng cũng là do Lục Chí lo xa. Sau bữa cơm đó tưởng Nguyệt không thường xuyên ở nhà. Cô nói cô đã nhận chức ở cơ quan, nên thường xuyên phải đi làm rồi tăng ca. Cơm nước cũng mạnh ai nấy xử. Thoáng chốc cuộc sống của Lục Trí lại trở về vẻ cô độc như lúc trước. Mặc dù cô vẫn sống chung nhà với hắn, nhưng ngay cả cơ hội chạm mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Cánh cửa phòng hắn, cho dù có khóa hay không có khóa cũng không có ai muốn xâm phạm tới. Thời gian thấm thoát đã một tháng trôi qua, cuối tuần hắn nằm ở sofa trong nhà chán trường xem tv cánh cửa nhà chính mở ra tưởng nguyệt mặc đồng phục cảnh sát đi vào trông cô có vẻ mệt mỏi vừa đi vừa lau lau mồ hôi dưới cằm lục trí nhìn cô không chớp mắt ánh mắt hắn vẫn hờ hững như mọi khi hôm nay cậu không đi làm à lười nên ở nhà một hôm làm chủ sướng thế à người làm công ăn lương đúng là khổ nói rồi, tưởng Nguyệt đẩy cửa phòng đi vào. Sau đó, Lục Chí nghe thấy tiếng nước phát ra từ phòng tắm trong phòng. Hắn nằm một lúc, tay cầm remote chuyển kênh liên tục. Đôi mắt hắn đăm chiêu nhìn xa xăm. Sớm đã bỏ qua tin tức đang phát trên truyền hình rồi. Ôi, đói quá. Cậu ăn gì chưa đấy? Tưởng Nguyệt vừa tắm xong, ôm máy sấy tóc chạy lại ghế sofa ngồi xuống. Lục Chí phải co chân lại để chừa cho cô một chỗ nhỏ để ngồi. Sau đó hắn không nằm nữa mà trực tiếp ngồi thẳng dậy. Gọi mì cay ăn đi anh Trí. Chỗ đó nghỉ bán lâu rồi, hắn đáp. Vậy bún chả ở đầu ngõ thì sao? Để tôi đi mua. Nói rồi Lục Trí xách áo khoác ra đi ra ngoài mua thức ăn. Còn Tưởng Nguyệt ở nhà sấy khô tóc, đợi hắn mang thức ăn về thì cả hai cùng nhau ăn. Cô cực kỳ thích những lúc như thế này, cứ yên lặng ở bên nhau không phải rất tốt hay sao? đừng hỏi bất cứ điều gì về đối phương cũng đừng hỏi tương lai và ngày mai như thế nào tình yêu của tưởng nguyệt không cần cầu kỳ chỉ cần được sống bên người mình thích đã đủ lắm rồi có thể cùng lục trí xem một kênh truyền hình ngồi cùng một cái sofa đó là điều cô luôn ngày đêm mong muốn giống như hiện tại cô đã thỏa mãn được sự mong cầu của mình rồi nhưng vẫn cảm thấy không đủ người ta hay nói con người rất tham lam cái gì càng không có được, càng muốn chiếm lấy nó, sau khi đã có được rồi, lại mong muốn nhiều hơn ban đầu, điều đó quả thật không sai. Hắn mãi xem tin tức trên tivi, cũng không biết mặt của Tưởng Nguyệt đã kề sát bên mặt hắn từ lúc nào, cho tới khi hơi thở ấm nóng phả vào gò má, Lục trí mới giật mình nhìn sang bên cạnh. "Cô, cô muốn gì?" Sau đó, câu hỏi vô tri của hắn, đôi môi của Tưởng Nguyệt đã không ngần ngại ngập lấy môi hắn. Cảm xúc mềm mại, ngọt ngào bao bọc lấy tâm trí của hắn. Cô chủ động vòng tay qua cổ hắn, trực tiếp ngồi lên đùi lục trí mà dây dưa môi lưỡi. Hắn phản đối. Bàn tay siết chặt cái eo nhỏ xíu của cô dùng sức đẩy ra. Tưởng Nguyệt nhìn hắn bằng cặp mắt mơ màng, hai tay chỉ nới lòng khoảng cách chứ không buông ra. Tưởng Nguyệt, cô có biết cô đang làm gì không? hắn cố giữ cho mình ngữ điệu lạnh lùng nhất có thể nhưng tâm của hắn đang làm loạn làm sao có thể qua mắt được cô a à, chí không muốn làm hở nói xong cô lại dán môi mình lên môi hắn cây lưỡi ấm nóng không ngừng trêu chọc tuyến phòng ngự cuối cùng của lục trí tưởng nguyệt luôn có cách biến hắn thành bị động dây dưa một lúc tưởng nguyệt rời khỏi môi hắn nhìn thái độ phân vân của lục trí khẽ mỉm cười tưởng nguyệt vuốt ve chiếc cằm nam tính của hắn dùng giọng ngọt câu hồn hỏi vui vẻ là được từ lúc nào phải suy nghĩ nhiều vậy chứ xuống đi chúng ta nói chuyện rõ ràng hắn không tùy hứng được hắn biết rõ mình không tùy hứng được nếu hắn tùy hứng thì cô cũng sẽ tùy hứng sẽ không có bất cứ kết quả tốt đẹp nào nhưng tưởng nguyệt là người có khả năng nắm bắt tất cả không phải hắn nói đuổi cô xuống là cô sẽ xuống cô không những không nghe lời hắn, còn tiếp tục nụ hôn với những động tác cầu dẫn hơn. Lục trí bị cô kéo, bị cô sờ soạn đến nỗi không nhịn được nữa. Lý trí đạo đức gì đó cứ như vậy mà vứt sang một bên không thường tiếc. Hắn đè cô xuống sofa, biến thế bị động thành chủ động mà hôn cô. Chuông cửa lại vang lên, một lần rồi hai lần đến mức hắn cảm thấy phiền. Cô đẩy hắn ra, hắn liền hiểu ý gác lại cái hôn đẩy quyến luyến đi ra ngoài mở cửa. Anh Chí uống bia không? Tiêu đào dơ dơ bịch xốp trong tay lên cười nói với hắn. Xong rồi tự ý chen chân vào mà không cần đợi hắn cho phép. Tiêu đào nhìn thấy tưởng nguyệt ngồi trên sofa, sắc mặt lập tức thay đổi, chân mày hơi nhíu lại nhìn cô. Dì à, dì sống cùng với lục trí hả? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Tưởng Nguyệt tỉnh bơi trả lời quan hệ mẹ kế và con chồng nhạy cảm. gì không nên sống cùng anh Trí đâu, kẻo người ta dị nghị chết. Tưởng Nguyệt nhìn Lục Trí, hắn không nói gì, cũng đánh ánh mắt về phía cô. Hắn muốn cô tự giải quyết, xem tính hắn xấu xa chưa kìa. Lục Trí không nói gì, cô là ai mà xen vào chuyện gia đình người khác. Tông giọng của cô nhẹ như gió thổi, nhưng cô đoán chắc chắn là lực sát thương không hề nhẹ tiêu đào nghe xong tức đến mặt xanh mặt đỏ nhưng mà cô ta cũng biết rõ những lời này không thể phản bác lại đúng cô ta và lục trí chưa là cái gì của nhau cả nên cũng không thể làm quá lên được tiêu đào tức mà không làm được gì chỉ có thể nói vu vơ dì à có lẽ dì hiểu lầm ý của tôi rồi ý tôi là lo lắng cho anh trí thôi người ta nói này nói nọ sau lưng anh ấy thì tội nghiệp Đúng lúc này tưởng Nguyệt có điện thoại Cô đi ra ngoài ban công nghe máy Vắng mặt cô Tiêu đào mới nhìn hắn nũng nịu nói Anh Chí sao mà để mẹ kế Ở chung được kỳ lắm đó Cô ta không phải mẹ tôi Hắn lạnh nhạt đáp Thấy hắn không vui vẻ gì Tiêu đào mới đi tới Dựa vào người hắn cất giọng mèo nhỏ Thôi được rồi Sao em nhiều chuyện được chưa Cho em mượn sơ mi của anh nha Quần áo em ướt cả rồi này tiêu đào đem tay của hắn đặt lên đùi cô giống như cho hắn cảm nhận được quần áo của cô đang ướt cũng giống như cố tình khiêu khích lục trí nhìn ra ngoài ban công sau đó trong đầu lóe lên suy nghĩ có xấu xa được vào phòng đi tôi lấy cho cô cảm ơn anh trí nha tiêu đào như mở cờ trong lòng hiếm thấy dịp hắn dễ chịu như vậy cô ta phải nắm bắt thời cơ mới được cô ta thay áo sơ mi của hắn bộ dạng trông quyến rũ vô cùng hắn cong khóe môi sau đó mở cửa đi ra ngoài lúc ấy cánh cửa phòng bên cạnh cũng mở ra đồng thời tưởng nguyệt mặc cảnh phục cô nhìn lục trí xong rồi nhìn tiêu đào đang đứng ngay bên cạnh hắn nụ cười nhạt treo trên môi của tưởng nguyệt khiến hắn hận không thể hung hăng cắn nát đôi môi kia tại sao cô có thể cười được nên tức giận mới đúng chứ là ai vừa rồi cùng hắn hôn môi tôi ra ngoài làm việc, có thể phải tăng ca đêm nên cứ khóa cửa đi. Nói rồi cô rời đi, cũng không quyến luyến hay tức giận một chút nào. Lục trí chửi thề trong lòng, hắn lại thua cô rồi, thua trước sự bình tĩnh của cô. Tưởng Nguyệt ra khỏi nhà, chiếc xe cảnh sát chờ cô ở trước cửa. Nhiệm vụ lần này cũng không lớn, chủ yếu là dàn xếp vài cảnh để thuận lợi cho sau này. Chiếc xe cảnh sát dừng lại ở khu nhà phía sau chợ. Cuối xóm tụ lại một đám đàn ông vừa nhìn đã biết là không phải người đàng hoàng. Tưởng Nguyệt mở cửa xe đi xuống, tuyết còi ở trên môi. Kiểm tra đột xuất đây, các người khuya rồi, còn tụ tập ở đây làm gì? Ba bốn tên đàn ông nhìn Tưởng Nguyệt dò xét. Sau đó một tên trông có thể là cầm đầu đứng ra phía trước đối diện với cô. Đồng chí cảnh sát, trông cô lạ quá mới vừa tới đây hả? Đúng vậy tôi mới chuyển công tác đến Các người tụ ở đây có chuyện gì không Tên cầm đầu đánh giá cô một lượt Sau đó còn liếm môi rất tởm Tưởng Nguyệt cố che giấu cảm giác bài xích Ưỡn ngực nhìn thẳng Anh em nói chuyện phiếm thôi Bạn này là người của anh Hồ Đều là người quen Về hỏi cấp trên của cô em là biết Cái đó không thuộc trong phạm vi công tác Nói tóm lại tôi muốn soát người Kiểm tra hành chính thôi Theo luật là được phép Được, soát thế nào đây? có cần anh đây cởi hết quần áo cho em nhìn không? Tên cầm đầu càng lúc càng trắng trợn. Đám đàn em của gã cười như nắc nẻ, chồng đang hưởng ứng cổ vũ nhiệt tình lắm. Không cần cởi, tôi có nghiệp vụ. Tự Nguyệt làm hành động xoát người, lúc cô cho tay vào túi quần người đó liền sờ thấy một vật lạ, hình như là một cái túi ni lông. Cô muốn lấy ra xem thì bị giữ chặt tay. Gã rút trong túi sau ra vài tờ giấy mệnh giá lớn nhét vào túi áo sơ mi của cô. Lúc như vậy còn cố ý đùa bỡn lại như vô tình chạm vào ngực của cô. Tưởng Nguyệt hít thở thật sâu để nhẫn nhịn. Gã nói, đừng cố tìm tòi thứ gì cả, không tốt đâu, hiểu không? Tưởng Nguyệt nhìn gã cố tình lộ ra vẻ mặt đang suy nghĩ vân vân. Này, có chuyện gì thế? Giọng phụ nữ lanh lành vang lên phía sau. Theo như phán đoán của cô thì chắc là giọng của tiêu đào. trí nhớ và thính lực của tưởng Nguyệt xưa này đều rất tốt. Tiêu Đào đi cùng Lục Chí đến trước mặt cô. Trời ạ, à, em gái cảnh sát, em sờ cái gì mà lâu quá vậy? Trong túi anh làm gì có đồ vật phi pháp, chỉ có hàng của anh đây. Cẩn thận kẻo chúng anh đó nha. Gã lưu manh nói rất lớn, gần như muốn bắt loa thông báo luôn. Tưởng Nguyệt rút tay về, giả vờ tỏ vẻ lung túng. Em gái cảnh sát mắc cỡ rồi hả? Đáng yêu quá. Mẹ mày nói cái gì đó, Lục Chí phát đầu gã lưu manh, nghiến răng chửi rủa, gã cũng không hiểu gì. Nhưng mà Lục Chí là người gã không thể đắc tội, anh hổ coi trọng thiếu niên này, con gái của anh ta cũng coi trọng hắn. Được rồi, không có gì hết thì giải tán đi, chỗ này cấm tụ tập. Từ Nguyệt lên xe cảnh sát rời đi. Tiêu Đào nhìn theo khẽ lắc đầu, sau đó hoang mang nhìn Lục Chí, cô ta lo lắng kéo tay hắn nói: "Anh trí, à mẹ của anh" à không phải gì kế của anh là cảnh sát khu vực hả? ừ trời ơi anh để gì ta ở bên cạnh mình nhỡ đâu? Tiêu Đào làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, không có gì Tiểu Nhãn đưa chị Đào về đi. Nói rồi hắn quay lưng rời đi, mặc kệ ánh mắt không cam tâm của Tiêu Đào. Lục Chí về nhà căn nhà trống trải chỉ có một mình hắn, sự yên tĩnh bao trùm lấy hắn khiến hắn có những suy nghĩ không nên có. Mấy hôm sau đó tưởng Nguyệt đều bận tới tối tăm mặt mày. Đợi tới cuối tuần cô rảnh rỗi mới đi siêu thị một chuyến. Tài sách nách mang cầm đồ đạc về. Cô mệt đến bờ hơi tai. Lục trí không có ở nhà nên cũng không có ai phụ giúp cô. Buổi tối hơn 8 giờ hắn mới về đến thấy cô đang bận rộn trong bếp thì có ghé qua nhìn một chút. Lục trí không nói gì đi vào phòng tắm rửa. Tắm xong ra ăn cơm nhé. Ừ, Tưởng Nguyệt làm cơm xong, Lục Chí cũng vừa vặn tắm xong, cả hai ngồi trên bàn cơm, không khí im lặng như tờ. Tưởng Nguyệt không nói trước, hắn cũng sẽ không chủ động bắt chuyện. Cứ như vậy mà im lặng, ăn hết bữa cơm. Ăn tối xong, Tưởng Nguyệt vào phòng làm việc gì đó, còn hắn nằm ở phòng khách xem tivi, xem tới khuya cũng không nhìn thấy người kia ra khỏi phòng. Trong lòng hắn có chút thất vọng, cuối cùng cũng về phòng đi ngủ. Đêm khuya yên tĩnh, đang ngủ, lục Chí cảm nhận được khối thịt lớn đè lên người mình. Hắn cau mày đưa tay rụi mặt rồi mở mắt. Chưa kịp tỉnh táo, ngay lập tức đã bị cưỡng hôn. Tưởng Nguyệt ngậm lấy bờ môi khô khốc của hắn, chiếc lưỡi ấm nóng liếm lắp khóe môi cương nghị. Lục Chí mở mắt nhìn cô, nhăn mày muốn né tránh cái hôn đi. Người phụ nữ này tự nhiên đến mức không mặc quần áo, ngồi trên người hắn, cơ thể đẫy đà cách một lớp vải cọ sát vào hắn. Tưởng Nguyệt cô điên rồi. Hắn chống đối đẩy cô ra. Cô bị đẩy bằng một lực rất mạnh, đến nỗi giết nữa là rơi xuống giường. A Chí, mấy năm rồi, anh quên em. Cô nghiêng đầu nằm trên lồng ngực của hắn, cảm nhận trái tim đang đập cực kỳ vững vàng. Lục Chí nhìn cô, đôi mắt hắn chứa được sự phức tạp, mâu thuẫn. Hắn thở dài, gác tay lên chán, né tránh hiện tại quá mức câu dẫn này. Họ không thể lại sai. Em nhớ anh, A Chí. Chỉ cần anh từ chối, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh một lần nào nữa. Em hứa đấy. Nụ hôn ướt át lần nữa, rơi xuống khóe môi hắn. Sai rồi, tất cả đều sai. Lục Chí biết là sai, nhưng hắn sợ cô biến mất hơn là những cái sai lầm đáng chết đó. Ba năm trời hắn chưa từng quên hắn biến thế bị động thành chủ động, nằm đè lên trên người cô. Đôi môi cả hai chưa lần nào tách ra. Tưởng Nguyệt giúp hắn cởi áo, sờ soạn lung tung mấy khối cơ trên cơ thể hắn. Hắn rời khỏi đôi môi, trượt dài một đường từ gò má đến nơi đẫy đà mềm mại. Một bên bánh bao bị ngậm lấy, hút chặt. Tưởng Nguyệt nức nở thành tiếng, đặt đôi tay lên đầu hắn. Những ngón tay đan tóc đen ngắn cũn, bàn tay lại lần mò vuốt ve cái ót nam tính của lục trí. Hắn vừa cắn vừa xoa đến mức biến dạng. Bà nằm không gặp, hắn có kinh nghiệm phong phú hơn, hơn hẳn thiếu niên 18 tuổi, chưa trải sự đời năm nào. A à, Chí, tới đây đi. Cô cất giọng nỉ non, đôi mắt nhìn hắn đầy dụ hoặc. Lục Chí di rời nụ hôn sang chiếc cổ trắng ngần của tưởng nguyệt mỗi nơi bờ môi hắn đi qua để lưu lại những dấu vết đỏ đỏ ái muội Phía dưới bắp đùi bị vật nóng hổi cọ chúng. Cô hiểu ý liền nắm lấy nó vuốt ve lên xuống. Hắn bật ra âm thanh nho nhỏ trong cuống họng, phần hông hơi đẩy lên, giống như muốn cô an ủi nhiều hơn. Tưởng Nguyệt thò tay xuống gối nằm, tìm kiếm bảo hộ. Sau một hồi cô đành phải đẩy lục trí ra. Vấn đề của bọn họ là ở chỗ này không có bảo hộ. Cô hỏi hắn. Lục dĩ mím môi hắn dĩ nhiên là không có. Ba năm trời có làm gì đâu mà có những thứ đó. Hắn rời khỏi người phụ nữ, cất giọng khàn khàn. Để chạy đi mua, nhịn được không? Ba chữ này thốt ra từ miệng của tưởng nguyệt, giống như rút đi mấy lần sinh khí của hắn. Chuyện đã tới nước này, cô còn bảo hắn nhịn. Súng đã lên nòng, nhịn thế nào mà nhịn? Đầu xóm có cửa hàng 24 giờ, chờ chút, Hắn muốn rời giường liền bị cô kéo lại. Cô nói khe khẽ vào tai hắn. Ý là không dùng bảo hộ, đừng ra ở bên trong là được. Nghe lời đề nghị của cô xong, máu nóng từ dưới thân chuyển tới đại não của hắn. Giây phút này không có cách nào nói không được. Lục trí do sự tách hai chân cô ra. Sau đó thở sâu đi vào. Không có bảo hộ. Đây là lần đầu tiên hắn và cô không có cái màn chắn kia ngăn cách. Lúc hắn tiến vào các vách thịt non mềm đua nhau bao bọc lấy hắn, càng đi vào càng chặt, đến mức hắn muốn nổ vũ khí đầu hàng ngay lập tức. Lục trí thở nặng nề đẩy hông thúc mạnh. Nhẹ chút, cô nức nở, vừa chặt vừa nóng. Hắn thở hổn hển nằm rúc đầu vào hõm cổ thơm tho của cô chứ không vội động. Mấy năm trời, cái cảm giác dục tử dục tiên này đeo bám hắn, kèm theo đó trái tim hắn đau không chịu được. Năm đó Tưởng Nguyệt đi cũng mang theo linh hồn của Lục Chí. Thiếu niên 18 tuổi không còn gì cả, không cha, không mẹ, ngay cả người hắn yêu cũng bỏ hắn mà đi. Có điều những chuyện này hắn sẽ không nói với cô, cả đời cũng sẽ không nói ra. Cơ thể Tưởng Nguyệt lắc lư tiên cuồng, từng cú thúc mạnh giống như cha tấn lại giống như đang yêu thương cô, từng giọt mồ hôi của Lục Chí rơi xuống trên cơ thể cô hắn vẫn điên cuồng không ngừng nghỉ. Tưởng Nguyệt đưa tay sờ lên sườn mặt của hắn, ngón tay xinh đẹp phác họa từng đường nét ngũ quan của người đàn ông, có cảm giác không chân thật lắm. cô yêu hắn, yêu chết cái cảm giác bị hắn giải vò. đã ba năm trời trôi qua, đã ba năm rồi. ai à chí, nhanh chút, nhanh hơn chút. trong cơn say tình, cô mê muội gọi tên hắn, Tưởng Nguyệt, Tưởng Nguyệt. Hắn cúi đầu rong ruổi miệng lẩm bẩm tên cô. Cuối cùng cũng đến hồi kết. Cô than nhẹ một tiếng đầy mị hoặc. Trên cằm bỗng cảm nhận được cảm giác nóng hổi. Mùi vị tanh nồng sọc thẳng vào khoang mũi. Hắn không có kinh nghiệm nên không thể làm chủ được mình. Tinh hoa nóng hổi dính một ít lên mặt của người phụ nữ. Lục trí tá hỏa vội vàng nói. Để tôi lau cho. Hắn nhảy xuống giường gấp rút tìm khăn giấy không cần đâu, em vào nhà vệ sinh." Bóng lưng của người phụ nữ khuất sau cánh cửa phòng tắm, hắn nghe thấy tiếng nước chảy, tâm trạng giống như rơi xuống vực thẳm, cô không phải tức giận rồi chứ? Tưởng nguyệt tắm xong mọi thứ đã được dọn dẹp ngăn nắp, Lục Chí ngồi ở trên giường xem điện thoại, nghe thấy tiếng mở cửa liền nhìn sang cô. "Ngủ ngon." Cô chỉ nói vậy rồi rời khỏi phòng ngủ của Lục Chí hắn liền xuống giường đi theo cô ra tới phòng khách. Cô đi vào bếp uống một chút nước ấm, rồi đi vào phòng của mình, bỏ lại lục trí với một đống ngổn ngang. Bọn họ chưa từng chỉ một lần là ngừng. Tưởng Nguyệt thừa biết sức lực của hắn ở đâu. Lần này cô chắc chắn là giận rồi, tại vì hắn không có kinh nghiệm nên mới... Lục Chí ngồi ở tiệm xăm, nhìn chăm chú vào điện thoại di động. A Lê cũng hiếu kỳ ghé mắt qua một cái, sau đó liền trợn mắt hô to. Má ơi đại ca, anh chiến dữ vậy, bắn bắn lên mặt ai thế? Lục Chí chỉ hận không thể nhét chiếc giày vào miệng A Lê, anh ta có cần phải hét lớn thế này không? Cụ thể là A Lê thấy hắn sợt, phụ nữ có thích bắn lên mặt không? Anh à, cái này cũng phải xem tình hình nữa, kiểu như tiêu đào thì có thể sẽ thích. A Lê bày ra bộ dạng quân sư tâm sự với hắn cũng may là tiệm xăm không có người hắn mới không đấm anh còn kiểu như nào mới không thích hắn lạnh nhạt hỏi a lê suy nghĩ nửa ngày sau đó cho hắn một đáp án gì đó em biết ví von hơi mất dạy nhưng kiểu phụ nữ nghiêm túc như gì thì chắc chỉ thích mấy kiểu làm truyền thống thôi thường cũng không xen lớn lúc làm cái đó đâu phong đãng thì chỉ có thể chọn mấy loại con gái như tiêu đào ấy anh muốn bắt mic cho cô ta xen cô ta cũng sẽ xen cho anh nghe Mày giành quá ha, cứ như mày đã thử rồi ấy. Hắn không quan tâm quá nhiều, chỉ nghe lọt một câu duy nhất, chính là cô sẽ không thích. Bởi vậy cô mới giận, sau bữa đó tránh mặt hắn, không cho hắn cơ hội nói lời nào. Thì nhìn là biết mà, anh không thấy mỗi lần tiêu đào tới xăm, đều rên rất kích thích hả? Đại ca bữa nào chiến thử xem. Mày thích thì đi chiến, đừng lôi anh vào. Hắn phát cáo. Lục trí đang không có tâm trạng, không sảnh tán gẫu với a à lê ngồi ở phòng sang đến chiều tối rồi tự thân đi về hắn mở cửa bước vào nhà đã thấy trong nhà có người trong lòng hắn thoáng vui vẻ tưởng nguyệt đang nấu nướng trong bếp hôm nay cô không tăng ca hắn kiếm chuyện lượn lờ mấy vòng rồi chủ động hỏi đồn cảnh sát ít tội phạm mà an ninh vẫn kém như ngày nào đối tượng vi phạm ngày càng nhỏ tuổi cô nửa thật nửa đùa đáp nhìn thái độ của cô không giống như đang tức giận. Thôi bỏ đi, tưởng nguyệt sẽ để cho hắn thấy cảm xúc thật sao. Không đời nào, cô giỏi nhất là kiềm chế, giỏi nhất là che giấu tâm tư. Thấy lục trí chôn chân ở đó một lúc, cô đang thái sau cũng phải ngẩng mặt lên nhìn. Cô hỏi, có chuyện gì hả? Không có gì, chừa phần cho tôi, đi tắm. Nói xong hắn đi vào phòng, tỏ vẻ lạnh lạnh nhạt nhạt thương hiệu. Bàn cơm hai người chẳng ai nói vai câu nào mọi chuyện vẫn đi vào ngõ cụt. Ăn cơm xong, tưởng nguyệt xa mình ở trong phòng làm việc. Lục trí nằm ngoài sofa xem truyền hình. Hắn đổi kênh liên tục, chán tới mức không biết bản thân muốn cái gì. Rồi hắn ngồi bật dậy, gọi cho A Lê dù anh đi uống vài ly. Nửa đêm hắn ra ngoài không ai ngó ngàng hỏi han gì. Cũng giống như trước đây, sống một thân một mình, thích làm gì thì làm. A Lê thấy lạ, gần đây lục trí về nhà rất đúng giờ giống như có mẹ ở nhà quản. Sau khi về nhà rồi thì ai rủ cũng không gặp nữa. Hôm nay nửa đêm còn gọi anh đi uống rượu, chắc chắn là có tâm sự. Là một người đồng hành cùng Lục Chí mấy năm, A Lê phải hỏi. Anh Trí, em hỏi anh cái này anh đừng đánh em nha. Nói, hắn uống cạn lon bia trong tay xong bắp nát. A Lê nuốt nước bọt, hắn làm vậy ai mà dám nói gì? Nói đi, sao không nói? Hắn gần giọng hỏi. Em định hỏi là anh dạo này để ý cô em nào hả? A Lê bấm bụng nói. Anh biết rõ nói cũng chết mà không nói cũng chết. Thôi thì nói đi, nghe xong rồi chết cũng được. Không thấy hắn trả lời mà uống bia liên tục. Tâm trạng rõ ràng không tốt. Bị nói chúng tim đen rồi nên thẹn quá không trả lời. Anh chạp miệng. Vỗ vỗ vai hắn nói. Anh Chí thất tình không đáng sợ lắm đâu. Anh cũng đừng buồn. Mà anh nói đi, con nhỏ nào dám từ chối tình cảm của đại ca em? Lục Chí cười khẩy, nói ra sợ rằng anh ta có 10 lá gan, không có can đảm đi tính sổ với người đó. Hắn nhìn A Lê xong uống nốt lon bia rồi đập mạnh xuống bàn. Hắn đứng thẳng người dậy, lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi đi luôn. Trả tiền dùm anh. Anh ơi, đang uống mà, uống thêm tí bia nữa đi. Hắn không thèm trả lời. A Lê lắc đầu, anh không chấp đấy, Người ta bị gái đá Tâm trạng không tốt cũng phải Lục Chí đứng trước cửa nhà Không vội vào mà ngửi ngửi Quần áo của mình trước Toàn là mùi bia Hắn thấy khá hài lòng Mỉm cười rồi mới đi vào Động tác mở cửa nhà rất mạnh Tường Nguyệt nghe thấy mới lật đật chạy ra xem Lục Chí nghiêng ngả đi vào nhà Trên người toàn là mùi bia Cực kỳ nồng Cô thấy vậy mới chạy lại đỡ lấy hắn mà hỏi A à Chí sao uống say vậy Bỏ ra tôi không say Hắn nhại giọng của mấy người say rượu Được rồi không say thì không say Em đỡ anh vào phòng nghỉ ngơi Dựa vào em đi Hắn làm gì cho cô dễ dàng Thực hiện ý định như vậy Lục trí giả vờ loạn trọng Kéo qua kéo lại Giờ cả hai ngã xuống ghế sofa Tưởng Nguyệt nằm trong lòng hắn Cô ngóc đầu dậy Nhìn người đàn ông đang say rượu làm loạn Đôi mắt cô đẹp mê hồn trong đêm tối càng khiến người ta say mê khó thoát ra. Lục trí nắm cái ót của cô, dùng lực lôi cả người cô xích lại gần hắn. A à, trí say rồi hả? Cô mấp máy đôi môi. Không những say, còn muốn làm. Em có cho không? Hắn bá đạo hỏi. Em... Tưởng Nguyệt định nói là bây giờ không tiện thì đã bị hắn cưỡng hôn. Hắn đoạt lấy đôi môi mềm mại, hút lấy hết sự ngọt ngào của cô. Hôn thì hôn, cô cũng thích hôn môi với hắn. Được cô bật đèn xanh, hắn lật người cô làm cho cô thuần phục dưới thân hắn. Môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau không hề tách ra. Tay hắn sở soạn lung tung cho tới khi sở được miếng xốp ở nơi không nên chạm ấy. Lục trí tách môi ra hắn nhìn cô. Tưởng Nguyệt đỏ mặt, hơi thở gấp gáp giải thích. Hôm nay em không tiện, em dùng tay giúp anh nha. Nói xong cô với vào trong quần của hắn, Lục Trí nắm cổ tay cô ngăn lại. Hắn nằm gục xuống sofa, cố ý xoay mặt cô vào trong rồi từ phía sau ôm tới. A à Trí, nghe thấy hắn thở đều, cô nghĩ là hắn say rượu ngủ rồi. Lục Trí ôm tưởng nguyệt ngủ đến sáng ngày hôm sau. Cô nằm ở trong lòng hắn cảm thấy rất ấm áp. Mấy năm nay, cô đơn quạnh vắng, không ai sưởi ấm được trái tim này của cô ngoài hắn. Lục Chí xuất hiện trong cuộc đời cô là nằm ngoài kế hoạch, Tưởng Nguyệt xưa nay làm việc có kế hoạch, hắn là tình huống phát sinh. Năm đó cô và Lục Đông đều là mật vụ của tổ chức chống phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Tưởng Nguyệt được giao nhiệm vụ với thân phận là vợ của cảnh sát lục. Lần đầu tiên Lục Đông dẫn cô về nhà, trong nhà chỉ có đứa con trai lớn đang nằm chơi game. Tưởng Nguyệt nhớ rất rõ ánh mắt của Lục Chí nhìn thấy cô lần đầu tiên hắn nhìn cô hồi lâu chẳng nói năng gì cho tới khi cha hắn giới thiệu cô là người vợ mới đăng ký lúc ấy trong đôi mắt non dại của hắn ẩn nhẫn tuyệt tức giận hắn nhìn lục đông giọng diễu cợt cô ta chắc lớn hơn tôi chỉ vài ba tuổi thôi nhỉ con nên gọi là gì cha và dì đã đăng ký kết hôn rồi sau này dì sẽ sống ở đây cùng với chúng ta lục trí không đáp lời đùng đùng đi vào phòng đóng cửa Hắn tức giận, cô hiểu. Lục Đông nhìn cô, tưởng nguyệt mí môi lắc đầu. Lúc ấy cô cứ nghĩ mình đến đó làm nhiệm vụ, tuyệt đối không ở lại lâu. Cho nên cô không quan tâm tới lục trí, tập trung vào công việc của mình để nhanh chóng phá án. Cô ở đó được 3 tháng, có một hôm lục trí bị sốt rất cao. Lục Đông đi công tác không có ở nhà Tường Nguyệt mới gọi bác sĩ về thăm khám cho hắn Khổ nỗi tính tình hắn ương ngạnh chẳng thà bệnh đau chứ nhất định không cho bác sĩ khám qua hắn nằm vật vã ba ngày cơm không ăn thuốc không uống tưởng Nguyệt cũng không thèm quan tâm cô đến đây để phá án chứ không phải đến làm mẹ kế của hắn buổi chiều đó cô về nhà Lục Chí nằm dưới sàn hắn ngất xỉu cô cảm thấy phiền vô cùng phiền thiếu niên ương ngạnh này Tưởng Nguyệt lôi hắn vào phòng nhúng khăn nóng lau sơ cơ thể của hắn bị người khác cởi quần áo đối với thiếu niên mới lớn như lục trí là đả kích còn tưởng nguyệt thì bình tĩnh cô bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn lục trí mắng cô cô muốn làm vợ của ông ấy thì tôi đây không có ý kiến đừng chạm vào tôi tôi cảnh cáo cô tưởng nguyệt đối với phẫn nộ của hắn khá là bình tĩnh cô còn trêu cậu yên tâm tôi không có hứng thú với cơ thể của đứa trẻ chưa phát dục đâu tôi chỉ lau khăn nóng thôi cô hắn cảm thấy mình bị xúc phạm. Hắn đã gần 18 tuổi rồi. Trong mắt cô hắn còn chưa phát dục. Lực trí thẹn quá hóa giận, đùng đùng bỏ đi. Kể từ đó hắn canh cánh trong lòng chuyện cô nói hắn chưa phát dục. Hắn đi tập thể hình, luyện cho cơ bắp to lên. Lúc tập được vài tháng, có cơ được chút ít thì bắt đầu ở trần đi trong nhà. Tường Nguyệt cảm thấy lúc đó hắn rất buồn cười, rất ngây thơ hắn đang chứng minh cho cô thấy là hắn trưởng thành rồi ư. Vòng tay của lục trí đột nhiên xiết cô, hắn vùi đầu phía sau gáy, hít hà mùi hương của phụ nữ vấn vít trên mũi hắn. Tưởng Nguyệt vùi vào lồng ngực hắn, cô tỉnh rồi nhẹ giọng hỏi. A Chí có đau đầu không? Có. Dậy đi, em pha cho anh ít nước gừng ấm. Không cần, ôm một lát nữa. Tưởng Nguyệt nằm im lặng cho hắn ôm, thời khắc này nếu thời gian ngừng lại mãi mãi thì hay biết mấy ở bên cạnh lục trí cô mới đúng thật sự là tưởng nguyệt lục trí biết được đáp án mà mình muốn biết tưởng nguyệt không giận hắn bữa đó cô về ngủ sớm là do tới kỳ sinh lý làm hắn cứ tưởng tâm tình lục trí tốt hắn ngồi ở tiệm xăm thi thoảng còn mỉm cười a lê thấy hắn thế này càng thêm hiếu kỳ phải biết từ lúc anh ta đi theo hắn rất hiếm khi thấy hắn cười. Cuộc đời của hắn trải qua không mấy vui vẻ. Mẹ hắn sau khi sinh hắn ra thì bỏ đi biệt tích, còn cha thì bị bắt ngồi tù. Sau khi cảnh sát lục bị kết án, hắn học hết lớp 12 đã xin nghỉ học sớm, ra ngoài lăn lộn. 18 tuổi, một mình chống chọi với thế giới đầy dãy khắc nghiệt này. Hắn đã khó khăn như thế nào, mấy ai hiểu được. Anh Chí hôm nay thấy anh vui vẻ, hai tối nay anh em chúng ta đi làm vài cốc bia đi. A Lê rủ xe hắn, mấy anh em trong tiệm cũng chờ hắn đồng ý. Lục Chí mới làm vài thao tác trên di động, hắn nhắn tin cho Tưởng Nguyệt, hỏi cô hôm nay mấy giờ tan làm. Phải tăng ca, đang có một vụ mất trộm, sao thế? Cô không rảnh, trong lòng hắn bỗng không còn vui nữa. Hắn nhìn A Lê làm mặt lạnh, hôm qua mới đi uống rồi, nghiện rượu bia đấy à? Đâu có, Chí đại ca, anh nói vậy oan cho em. A Lê gãi gãi đầu, thấy hắn thay đổi sắc mặt, anh cũng không muốn mình làm tấm thớt cho hắn chém. Lủi thủi đi kiếm công chuyện làm để lánh nạn. 8 giờ tối tại đồn cảnh sát, Tưởng Nguyệt đang họp thì bị hắn gọi ra ngoài. Lục Chí đến tận đồn cảnh sát để gặp cô. Có chuyện gì hả anh Chí? Cô tròn mắt nhìn hắn. Lục Chí nhét vào tay cô cái bình giữ nhiệt, sau đó không nói năng gì mà băng qua đường rời đi. Tưởng Nguyệt khó hiểu mở bình giữ nhiệt ra xem, bên trong là nước đường táo đỏ, loại nước này có công dụng giảm đau trong thời kỳ sinh lý. Khóe môi cô cong lên tạo thành nụ cười hạnh phúc. Cùng lúc đó điện thoại trong túi quần cô rung lên báo tin nhắn, lục trí nhắn. Vào trong đi, đứng bên ngoài coi chừng có người cướp mất. Cảm ơn A Chí, cô đáp lời thấy cô ngoan ngoãn đi vào trong đồn cảnh sát lục trí mới yên tâm lên xe buýt rời đi lục trí về tới trước cửa nhà tiêu đào đã chờ sẵn ở đó cô nàng mặc bộ đồ xa báo bó sát phô trọn đường cong nóng bỏng nhìn thấy hắn cô chủ động đi lại khoác tay miệng nở nụ cười tươi giói. lục trí anh đi đâu vậy em tới tiệm xăm mà không thấy anh có gì không hắn hỏi tiêu đào dựa sát vào người hắn cô nũng nịu Ngày mai là sinh nhật của cha em Ông ấy nói em tới mời anh đến dự Lục Chí, cha của em rất coi trọng anh Lục Chí rụt tay lại Cố ý giữ khoảng cách với tiêu đào Hắn làm động tác mở cửa nhà Sau đó mới nhìn cô ấy đáp Ngày mai tôi sẽ đến Nhờ cô gửi lời cảm ơn cha cô giúp tôi Anh Chí không mời em vào nhà hả? Tiêu đào nhìn qua khe hở của cửa Cố ý nhìn xem có ai khác đang trong nhà hay không Hắn cố ý đóng cửa lại, lạnh giọng. "Hiện tại Tưởng Nguyệt không có ở nhà, tôi cũng không có gì mời cô uống, hay là cô đi về đi." "Anh Chí, em tới đây đâu phải vì ăn uống, em vào đấm lưng cho anh được không?" Tiêu Đào dựa sát hắn, bộ ngực bốc lửa, giống như muốn hòa vào cơ thể hắn. Lục Chí thẳng thừng đẩy cô ra, hắn nói, "Tôi không mỏi lưng, cảm ơn cô." Nói xong, hắn đi vào nhà thẳng thừng đóng cửa tiễn khách. Lục trí xưa nay là như vậy, chẳng hiểu sao tiêu đào lại để ý tới thiếu niên thô lỗ như hắn. thì cho là hắn có đẹp trai hơn người ta một chút, không là nhiều chút được chưa? Từ nhỏ tới lớn, tiêu đào chưa từng gặp ai đẹp trai như hắn. vừa đẹp trai, vừa lạnh lùng, dựa vào hai điểm đó thôi cũng khiến khối em xin chết dưới chân hắn rồi. Tiêu đào lắc mông rời khỏi nhà hắn, dù sao ngày mai cũng gặp lại mà. Buổi tối hôm sau, Lục trí ra khỏi nhà. Tưởng Nguyệt ở trong bếp đi ra tiễn hắn, cô nhìn thấy hắn ăn mặc lịch sự mới dò hỏi. "A Chí đi có nhanh không, muốn ăn cơm tối không? Có tí việc chắc sẽ về muộn." Hắn không muốn Tưởng Nguyệt biết chuyện hắn đang làm. "Vậy A Chí đi cẩn thận." Lục Chí mang giày thể thao vào, cầm tay nắm cửa định vạn đi ra ngoài, không biết trong đầu hắn suy nghĩ thứ gì, đột nhiên quay lại hô lên môi cô nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước. Khi hắn lưu luyến rời khỏi đôi môi, nhìn cô dịu dàng nói. Đi một lát rồi về, ngủ sớm. Hắn đi rồi, tưởng Nguyệt vẫn đúng im ở chỗ cũ. Cô hồi tưởng lại cảm giác cùng hắn hôn môi, giống như nụ hôn tạm biệt của người chồng dành cho vợ mình. Sự ngọt ngào lan tỏa đến từng tế bào, khiến cho cô không tự chủ được mà cười hạnh phúc. Lục Chí bước vào quán bar, trong này đã được Tiêu Nhất bao chọn để tổ chức sinh nhật. Tiêu Đào thấy hắn liền đứng ngồi không yên chủ động đi tới. Hôm nay cô nàng mặc bộ quần áo cắt xẻ táo bạo màu đỏ rực. Mọi thứ xinh đẹp gần như muốn phô ra cho người ta ngắm. Cô chủ động khoác tay hắn, cười quyến rũ kéo hắn đi tới trước mặt Tiêu Nhất, cha của mình. Cha, anh Trí tới rồi này Tiêu Nhất nhìn thấy hắn, gương mặt già nua nở nụ cười. Ai ai ở đây cũng biết Thiếu niên này là người tiêu nhất để ý đến. Con gái cưng của lão cũng thích người ta. Lục trí giống như là đứa con rể mà tiêu nhất ngấm ngầm thừa nhận. Bởi vậy mới giao việc làm ăn cho hắn ta quản lý. Lục trí tới rồi đấy à? Hôm nay là sinh nhật chú. Chơi hết mình đấy nhé. Chú nhất chúc mừng sinh nhật. Hắn chủ động kính rượu một màn cha vợ con rể quá mức là ăn ý sau đó hắn cùng đám anh em chơi đánh bài hút thuốc uống rượu tiêu nhất là tay bảo kê có tiếng ở cái khu này mọi công chuyện làm ăn lớn nhỏ đều phải thông qua tai mắt của lão ngoài mặt là thế bên trong còn đen tối hơn lão dĩ nhiên không phải trong sạch ngấm ngầm buôn bán chất cấm là điều dùng đầu gối nghĩ cũng biết nhưng mấy năm nay cảnh sát không tìm được chứng cứ bắt lão lão làm việc cẩn trọng có kế hoạch rõ ràng không dễ gì ăn được lão chỉ có một cô con gái là Tiêu Đào, không có con trai nối nghiệp, cho nên ngay lần đầu tiên khi Tiêu Đào dẫn Lục Trí đến trước mặt lão, thì lão Tiêu Nhất đã chấm hắn rồi. Sau này hắn sẽ là người của lão, bằng mọi giá sẽ quỳ thuận lão. Anh Trí hôm nay có đồ mới, anh thử tí làm gương cho tụi em. A Lực là cánh tay trái đắc lực của lão, anh ta luôn không ưa Lục Trí Hắn biết rõ âm mưu của A Lực. Một tháng phải đến hơn ba lần A Lực rủ hắn chơi ma túy. Hắn không chơi. Hắn nói rõ ngay từ đầu là hắn không thích đụng vào mấy thứ đó. Có lần A Lực nói hắn là tay trong của cảnh sát cài cắm vào. Tiểu nhất cũng muốn nghe hắn giải thích một lời. Lúc ấy hắn nói, tôi chỉ cần tiền. Cha tôi vì thứ đó mới phải ngồi tù, hại cuộc đời tôi tăm tối. Nếu ở đây không có tiền mà chỉ có ma túy, tôi cũng không cần ở đây. Hắn nói cho Tiêu Nhất nghe thứ hắn căm ghét nhất cuộc đời. Hắn cũng nói rõ khát vọng của hắn là tiền. Lão tin tưởng hắn, phá lệ không ép hắn chơi ma túy. Tôi không chơi, muốn làm gương thì anh làm đi. Lục Chí buông dài dùng ngữ điệu lạnh nhạt đối đáp. Mời anh mấy lần anh đều từ chối, không cho thằng này mặt mũi. Sao mà làm việc chung? Ai lực phủ đầu? Ngay từ đầu tôi đã nói tôi chỉ cần tiền, thứ khác tôi không quan tâm anh ai lực tức lắm nhưng nghĩ vì đại cuộc mà không dám hó hé gì tiêu nhất còn ngồi ở đó anh ta biết rõ lão luôn thiên vị hắn tiêu đào kéo lục trí vào nhà vệ sinh cô ấy giả bộ say dựa vào lòng hắn anh trí tự nhiên em thấy chóng mặt quá tôi đưa cô về ngủ hắn đẩy cô ra hỏi tiêu đào vòng tay lên cổ hắn cô ta lắc bộ ngực đẫy đà của mình lũng nịu anh trí tâm ý của em đâu phải anh không hiểu người ta thích anh lắm đó tiêu đào xin lỗi cô tôi không yêu đương vì sao anh ở bên em muốn bao nhiêu tiền cũng có tiêu đào biết hắn yêu tiền bán mạng tỷ tiền lục trí hít mắt tiêu tiểu thư tiền tôi có thể tự kiếm em không có ý đó anh trí cô thừa nhận mình không dám nói mấy lời phật lòng hắn ngay cả mở miệng muốn nói bao nuôi hắn cô cũng không dám cô sợ động vào tự ái của hắn khiến hắn nổi giận bình thường hắn lạnh nhạt nhưng hắn vẫn dịu dàng với cô giống như lúc này hắn chưa từng dịu dàng với con gái duy nhất cô là ngoại lệ tôi đưa cô về rồi tôi cũng về luôn tiêu đào gật đầu nghe lời hắn vì cô nghĩ hắn đang bảo vệ cô an toàn ở nơi đầy sẫy cám dỗ này nếu không có hắn sẽ có rất nhiều đàn ông tiếp cận cô chẳng hạn như a lực Cô tự cho là hắn ghen Tự cho là hắn yêu nhưng không nói Lục Chí về đến nhà Cũng đã quá 12 giờ đêm Tưởng Nguyệt ngồi ở phòng khách Xem hồ sơ vẫn chưa ngủ Thấy hắn cô theo thói quen mỉm cười Sao em không ngủ đi Lục Chí xà xuống sofa Ngồi bên cạnh cô Các giác quan của Tưởng Nguyệt rất tốt Cũng một phần do tính chất công việc ảnh hưởng Hắn ngồi bên cạnh Cô nghe rõ hỗn hợp rượu và nước hoa Của phụ nữ chân mày hơi nhíu lại, trái tim cũng giống như bị mèo cào trúng, hơi sót. Còn mấy cái báo cáo chưa xong, anh đi tắm trước đi. Cô nói rất bình thường, nghe không ra cảm xúc vui buồn. Lục trí chủ động ôm cô, hắn vùi đầu vào hõm cổ cô hỏi. Có thể đừng xem anh như đối tượng của em được không? Đừng đề phòng anh. Có ai nói với hắn là hắn rất hiểu cô chưa? Cô vui hay buồn, nghĩ cái gì hắn cũng biết. Tưởng Nguyệt buông bút Cô nghiêng đầu nhìn hắn bình thản đáp. A Chí bên ngoài có bạn gái à? Có một vài mối quan hệ phải giữ. Tiêu đào. Trong cuộc sống 3 năm trở lại đây, cô chỉ thấy bóng dáng tiêu đào xuất hiện trong cuộc đời hắn. Cũng biết rõ thân phận của cô gái kia. Ừ, tiệm xăm muốn yên ổn thì phải giữ mối quan hệ với cô ta. từ Nguyệt xoa đầu hắn, cô cười nói. A Chí và tiêu đào không hợp nhau đâu. Lần đầu tiên nghe được tưởng nguyệt nói mấy lời này khiến cho hắn bất giác mỉm cười. Cảm giác của hắn lúc này là gì nhỉ? Vui vẻ vì cô có để ý tới hắn. Lục trí cố tình hỏi. Vì sao lại không hợp? Thầy bói nói không hợp. Cô vừa xoay xoay bút bi trong tay vừa đáp. Thầy bói, thầy nào cơ? Hắn đơ ra chưa hiểu. Thầy tưởng. Lục trí à một tiếng rất muốn cười. Tưởng nguyệt ghen rồi còn mượn danh thầy bói nói cho hắn nghe. Hắn ôm eo cô, ánh mắt nhìn cô tỉnh tứ, cúi đầu hôn lên má cô. A Chí đi tắm đi. Được, anh đi tắm, em chờ anh. Hắn nghe lời răm sắp đi tắm, tâm trạng vui vẻ tới mức không nhịn được vừa tắm vừa cười. Cố ý tắm kỹ một chút, sau đó quấn khăn tắm quanh hông rồi đi ra phòng khách. Căn nhà đã tối đèn, phòng khách không có ai, Lục Trí mới đi lại phòng của Tưởng Nguyệt và nắm cửa, cô chốt khóa trong. Tưởng Nguyệt, hắn gọi lớn, "Em bận làm báo cáo, ai Trí đi ngủ sớm đi." Cô ngồi trong phòng nói không có ra mở cửa. Lúc này Lục Trí mới ý thức được điều không đúng, hình như Tưởng Nguyệt giận hắn. "Tưởng Nguyệt, anh tắm sạch rồi, không còn mùi gì nữa." Hắn giải thích. "Thế nhé, em đeo tai nghe, không trả lời nữa đâu, ngủ ngon." tâm trạng hưng phấn ban đầu đã bị cô dội trong một gáo nước lạnh. Thì ra cô bảo hắn đi tắm là vì giận hắn. giận trên người hắn có mùi nước hoa phụ nữ. Lục Chí thở dài đi về phòng, chằn chọc gần tới sáng mới ngủ được. Hắn tại sao lại không nghĩ ra là cô giận chứ? Hắn thật ngốc. Không có người phụ nữ nào thích bạn trai mình mang hương thơm của cô gái khác về nhà. Tưởng Nguyệt cũng không ngoại lệ. Sáng sớm Tưởng Nguyệt nấu đồ ăn sáng xong rồi thay cảnh phục đi làm. Cô để cửa phòng hắn thấy Lục Trí còn cuộn trong chăn thì mới lắc đầu thở dài. Lục Trí đang ngủ, đêm qua gần sáng hắn mới ngủ được nên giờ này vẫn còn hơi mê. Đột nhiên cảm nhận được cơn đau trên bả vai làm chân mày hắn nhíu chặt hốt hoảng mở mắt. Tưởng Nguyệt nhìn hắn mỉm cười dịu dàng, giọng vẫn ngọt ngào nói. Dậy ăn chút gì đó đi rồi ngủ tiếp. Lục Chí nhìn bả vai đang sớm máu của mình, cố cắn hắn. Mới sáng ra đã cắn hắn, muốn trả thù chuyện tối qua sao? Thế nhé, em đi làm đây, muộn giờ rồi này. Tưởng Nguyệt xảy bước rời đi, đợi cô khuất bóng, nghe tiếng đóng cửa nhà, hắn mới hoàn hồn vào vào đầu tóc. Hắn nhìn xuống vai mình, cắn rất ác, để lại hàm răng đầu tam táp, vết cắn còn sớm máu có chút sót. Lục Chí đi vào toilet tắm rửa. Lúc xối nước xuống cảm nhận được vết thương rát ra, hắn chửi thề một tiếng rồi đánh răng rửa mặt. Người phụ nữ đó đúng là hung dữ, ngoài mặt thì cười cười bảo không có gì. Đêm qua nhốt hắn bên ngoài, sáng ra đã cắn hắn chảy máu. Xem ra lục trí không thể tiếp tục phạm sai lầm, nếu còn tái phạm, sợ là sẽ bị cắn đứt cổ chết luôn. Anh, chị Đào đang sang bên trong ấy. Anh tỉnh báo, lục trí còn chưa bỏ chạy, tiêu đào đã kéo rèm bước ra nhào về phía hắn cô nũng nịu kéo tay hắn nói anh chí anh đến rồi anh phải nói công đạo cho em đó anh phong xăm mạnh tay em đau muốn chết chị đào nói vậy tội em mũi kim nó vô tình chứ đâu phải do em a à phong cũng nửa thật nửa đùa nói a à phong là thợ xăm có tiếng của tiệm vậy mà tiêu đào cũng không hài lòng anh thấy không phải cô ta không hài lòng mà kiếm chuyện để làm nũng. Lục Chí nhích người giữ khoảng cách với tiêu đào hắn nhăn mặt che mũi nói. Mùi nước hoa nồng vậy. Sóc mặt tiêu đào cứng đờ khóe môi giật giật. Trái nước hoa mà tiêu đào sử dụng là của A Lực đi công tác mua về tặng cô. Cá nhân cô thì thấy mùi hương khá thơm, không hiểu vì sao lục Chí lại chê bai. Hay hắn biết đây là A Lực tặng cô nên hắn ghen. Nghĩ tới đây khóe miệng cô không tự chủ được mà cười lục trí ghen rồi tiêu đào nắm tay áo thun của hắn cô bẽn lẽn đỏ mặt nói lần sau em không dùng chai nước hoa đấy nữa là được rồi chứ gì anh đó muốn gì thì cứ nói thẳng với người ta đi dài dòng có khi em không hiểu đâu đấy nói rồi tiêu đào đi về nhà tắm rửa lục trí uống cà phê nhìn theo bằng ánh mắt kỳ quặc cô ta đang nói vấn đề gì ấy nhỉ nhưng mà đuổi đi được rồi cũng tốt hắn người người cơ thể mình cũng may chưa ám mùi gì. Người phụ nữ ở nhà mà biết, hoặc nghe được mùi gì lạ trên người hắn, kiểu nào cũng có cách xử tội hắn cho coi. Chí đại ca, gì tới? A Lê từ bên ngoài chạy vào thông báo. Lục Chí khẩn trương ngồi ngay ngắn lại, có điều là do hắn suy nghĩ nhiều hay là do A Lê không chịu nói rõ tình hình. Tưởng Nguyệt đi cùng một cảnh sát nam khác cùng nhau đi vào tiệm xăm. Bọn họ mặc cảnh phục sóng vai đi bên nhau nói chuyện gì đó trong đôi mắt của cô là ý cười vui vẻ tưởng nguyệt dứt lời mới nhìn qua hắn cô đi lại nhìn hắn rồi nhìn sang nam cảnh sát nói xếp trình đây là con trai em cậu ấy mở tiệm xăm này làm ăn đàng hoàng lắm cảnh sát tưởng trông cô còn trẻ mà có con trai lớn vậy rồi sao trình thừa ngạc nhiên khi thấy lục trí tưởng nguyệt cười cô rất bình thường đúng cái kiểu như cô vẫn hay thể hiện mà giải thích lục trí là con trai riêng của chồng trước em xem cậu ấy như là con mình vậy đó tưởng nguyệt tôi không phải con trai hắn gai gắt tại sao cô luôn giới thiệu hắn là con trai của cô hắn định phản ứng như bao lần nhưng bắt gặp cái nhíu mày của cô hắn im bặt không nói thêm tưởng nguyệt cười lôi kéo trình thừa vừa đi vừa nói thiếu niên tuổi này bất đồng anh thông cảm nhé Cảnh sát tưởng tôi cũng đã trải qua tuổi đó rồi, có thể hiểu. Đây là tiệm của con trai cô, vậy sau này tôi cũng sẽ chiếu cố, cô cứ yên tâm đi. Hai người họ đến giống như tham quan, lục trí không cần nói gì. Tưởng Nguyệt thay hắn nói hết, nhưng mà mẹ nó hắn không cần. Chiều tối lục trí mang tâm trạng bực mình trở về, hắn vào đã thấy tưởng Nguyệt đang nấu cơm. Đi thẳng một đường ra sau bếp, hắn cọc cằn hỏi. Tưởng Nguyệt, ý của em như thế nào làm sao cô vừa cắt rau vừa tròn mắt hỏi giống như là không biết hắn đang tức giận vì vấn đề gì lục trí biết cô thừa hiểu hắn đang đề cập tới vấn đề gì cô muốn hắn nói hắn sẽ nói anh không phải con trai của em người đàn ông ấy là trình thừa xếp lớn của đồn cảnh sát trong khu đấy sau này tiệm xăm của anh cũng phải nhờ vả người ta vài lần em chừa sẵn đường cho anh thôi với lại, cho dù muốn hay không, quan hệ của chúng ta vẫn là dì kế và con riêng là sự thật. Tưởng Nguyệt, em và ông ấy không có đăng ký. Em và ông ta không phải là mối quan hệ kia. Em lừa ai? Lục Đông và Tưởng Nguyệt làm giấy đăng ký giả. Rất ít người biết chuyện này. Lục Chí là một trong số ít người đó. Cho nên hắn mới qua lại với cô. Cho nên hắn mới dám yêu cô. Ba năm trước, mặc dù họ chẳng làm gì sai cả nhưng lúc nào cũng phải lén lén lút lút, chưa từng dám công khai nắm tay, cũng chưa từng một lần dám bước ra ánh sáng. Tưởng Nguyệt lúc đó còn nhiệm vụ gánh trên vai, hắn có thể hiểu và thông cảm, nhưng còn bây giờ thì sao? Cô vẫn muốn làm mẹ của hắn, vẫn giới thiệu với người khác cô là mẹ hắn. Hắn đi vào phòng riêng đóng sập cửa phòng, âm thanh phát ra rất lớn, đủ biết hắn giận tới cỡ nào. Tưởng Nguyệt thở dài, cô chỉ muốn tốt cho hắn. Cơm nước xong, biết hắn giận nên cô chủ động vào phòng hắn. Lục Chí ngồi trên giường xem di động không thèm ngó ngàng gì tới cô. Tưởng Nguyệt lên giường của hắn rụi vào lòng hắn dịu dàng nói. A Chí, chuyện của chúng ta cứ như vậy không phải rất tốt sao? Ý em là em vẫn muốn đi nói với tất cả mọi người em là mẹ của anh. Lục Chí đùng đùng đẩy cô ra, nhìn thái độ của hắn là biết hắn không chấp nhận được chuyện này. Cô thấy vậy với một lần nữa ôm hắn, dỗ ngọt. Tạm thời trong cục cảnh sát có vài chuyện rắc rối, thời gian sau mới nói đến được không? Hắn không muốn, hắn muốn cả thế giới này biết cô là người phụ nữ của hắn. Rõ ràng hắn không sai, cô chính là người phụ nữ của hắn. Được rồi, em sẽ không nói em là mẹ của anh nữa, nhưng mà chuyện của chúng ta không thể công khai. A Chí có đồng ý không? Tại sao không thể công khai? Hắn không muốn hiểu. Thân phận của em khá đặc biệt, chưa hết thời gian nên không được tự do. Nói chung đó là quy tắc không phạm được. Lục Chí hiểu chính là vì cái thân phận mật vụ của cô năm xưa. Hắn đặt tay lên lưng cô, xoa xoa hỏi. Quy tắc đó khi nào mới hết hiệu lực? Một năm nữa. Cô lừa gạt hắn. Hắn nâng cằm cô, siết mạnh chiếc cằm nhỏ xinh. Hắn nói. Bây giờ có thể trước mặt người khác phối hợp với em giả vờ. Sau khi hết hạn cái kia, chúng ta công khai. Gian cơm đi. Tưởng Nguyệt đánh chống lảng. Hắn lại siết cầm cô chặt hơn, đôi mắt kiên định nhìn cô yêu cầu. Em phải xác nhận với anh. Được rồi mà, em hứa, được chưa? Lục trí nghe vậy mới an tâm, không hiểu vì sao linh tính của hắn không tốt lắm. Tưởng Nguyệt không phải đang giấu hắn cái gì chứ. Cả hai ăn cơm, Tưởng Nguyệt chủ động gắp thức ăn cho hắn. Bữa cơm hai người ngọt ngào vô cùng. Cơm nước xong cả hai cùng nhau xem tivi. Hạnh phúc như đôi vợ chồng mới cưới. Thật ra hắn không tập trung xem tivi lắm. Phần lớn là nhìn lén cô. Lục trí nắm tay cô. Dài dài mấy đốt ngón tay thon dài. Hắn hơi cúi đầu ghé sát tay cô. Cắn nhẹ nhẹ lên vành tay tinh xảo. Giọng hắn mùi mẫn thì thầm. Em ngửi thử xem trên người anh có mùi gì lạ không? Hả? Cô giả vờ tròn mắt nhìn hắn. Lục trí làm động tác cởi áo thun. Thoáng chốc trước mặt tưởng nguyệt là bao đi sáu múi săn chắc của thiếu niên rất mời gọi. Tưởng nguyệt, ngửi giúp anh thử xem vừa ý em chưa? À, lục trí. Hắn kéo cô nhào về phía hắn. Bàn tay chạm vào cơ ngực cứng ngắc của hắn. Nắm quá, tay cô giống bị bỏng theo phản xạ rụt lại. Hai má của tưởng Nguyệt đỏ lên, cô sợ mình chảy máu mũi. Tường Nguyệt ghé vào hõm cổ lục trí người người, sau đó cô thẻ lưỡi liếm yết hầu đang trượt lên trượt xuống của người đàn ông. Ừ, thơm lắm, toàn mùi của A Chí. Cô còng khóe mắt cười với hắn, lục trí không hề chậm trễ túng lấy cô, bắt đầu một nụ hôn cuồng nhiệt, môi lưỡi hai người dây dưa quấn quýt. Tưởng Nguyệt nửa nằm nửa ngồi ở trên người hắn, còn lục trí nằm dài xuống sofa hắn sờ soạng vuốt ve da thịt mịn màng của cô bàn tay hắn nóng rẫy mỗi nơi đi qua như cố tình châm lên ngọn lửa tử nguyệt dùng chân cởi quần đùi của hắn không có gì bảo hộ thứ ấy bật ra bên ngoài cọ vào mông cô cách một lớp vải vẫn cảm nhận được nhiệt độ bức người vải vóc trên người cô cũng bị lục trí nhanh tay lột sạch cơ thể của thiếu nữ trắng trèo mềm mại như bông hoàn toàn tương phản với làn da màu đồng rắn chắc cùng các khối cơ cứng như đá của người đàn ông lục trí thở rồn rập hóc môn nam tính tỏa ra nồng đậm hắn vậy mà tét mông cô tét rất mạnh để lại năm ngón tay đỏ chót trên làn da trắng nõn cô thở hổn hển hơi dịch mông đối với hành động đột ngột này của cô lục trí rên lên một tiếng trầm khàn gương mặt của lục trí vô cùng thống khổ không biết là đang cảm nhận được cảm giác như thế nào Tưởng Nguyệt nhìn biểu hiện của hắn mà phì cười. Lục Chí nghe thấy tiếng cười nho nhỏ của cô, ghi hận, lại đánh nơi đẫy đà kia một lần nữa. Đêm này không khiến em chết trên giường anh không phải Lục Chí. Hắn buông lời cảnh cáo. Nói xong câu này giống như một lời tuyên chiến, bật dậy rời khỏi sofa ôm cô đi vào phòng. Tưởng Nguyệt được hắn đặt ở trên giường, dài vò đến không ngừng thở gấp. Lúc nãy là ai trêu anh hả? Hắn ác ý hỏi. Tưởng Nguyệt con rút mấy ngón chân, nước mắt sinh lý chảy ra, cô cười với hắn nịnh nọt. Em sai rồi, em nhận lỗi với A Chí nhé. Muộn rồi. 3 giờ sáng, cơ thể cô vẫn điên cuồng lắc lư, tiếng va chạm da thịt phát ra, ngay mà đỏ mặt tím tai, mồ hôi thấm ướt lưng tưởng Nguyệt, tóc tai rối bù, giọng cũng lạc đi. 3 năm rồi, không có dục vọng, lần gần nhất cũng mơ hồ vì chu kỳ sinh lý của cô. Tưởng Nguyệt nhắm mắt, hồi tưởng lại một số chuyện trong quá khứ. Sinh nhật 18 tuổi của Lục Chí, không một ai nhớ đó là ngày sinh nhật của hắn. Lục Đông đi công tác ở Pháp, trong nhà chỉ có cô và Lục Chí, hắn nằm chơi game cả ngày, Tưởng Nguyệt làm việc đến giờ mới ra ngoài nấu cơm. Lúc cô đẩy cửa phòng bước ra, ánh mắt vốn luôn bình tĩnh của cô lần đầu tiên thoáng vẻ kinh ngạc. Tưởng Nguyệt đứng chôn chân tại chỗ tay siết chặt cánh cửa phòng đang nửa mở ra. Đôi mắt của cô rơi trên người lục trí, hướng đến bàn tay phải đang làm hành động lên xuống bất thường. Cái thứ vừa thô vừa dài nằm trong lòng bàn tay hắn. Lục trí nhắm mắt, ngửa cổ tận hưởng. Tiếng thở gấp của hắn văng vẳng bên tai cô, quyến rũ, đoạt hồn. Hắn quay tay trước mặt cô, ngay trước mặt mẹ kế của hắn, rồi thỏa mãn không chút xấu hổ. Cô, dư vị cao trào qua đi lục trí mới phát hiện có người đang nhìn mình hắn hoảng tới mức ngồi bật dậy rồi đá chân vào cạnh bàn tưởng nguyệt bị nghẹn lời đứng ở vị trí đó xương đôi mắt nhìn hắn không được nhìn nữa hắn kéo cao quần đùi lên che đậy bộ phận nhạy cảm lớn tiếng với cô xong rồi bỏ vào phòng một nước đóng cửa rất mạnh tưởng nguyệt đứng ở đó một lúc lần đầu tiên cô thấy đàn ông quay tay có hơi bất ngờ cũng kích thích có can đảm nằm ở phòng khách làm chuyện không nên làm. Vậy mà hắn không có can đảm ra ngoài ăn cơm, nhốt mình trong phòng tới tối, cho tới khi tưởng nguyệt gõ cửa phòng gọi hắn. A Chí, ra ăn cơm đi. Cô để đó, lát tôi ăn sau. Hắn đáp, còn không thèm mở cửa phòng. A Lê gửi bánh kem cho cậu, tôi có nấu mấy món. Ra ăn đi, để nguội sẽ không ăn được đâu. Lục Chí không trả lời nữa, cô đoán là thẹn quá nên không dám gặp cô. Tất cả chỉ là do cô suy đoán. Lục trí ba giây sau đó có can đảm mở cửa phòng đứng đối diện với cô. Hắn nhìn qua sofa, ga bọc sofa đã bị tháo ra. Tưởng Nguyệt giải thích. Lúc nãy thấy dính nên tôi mang đi giặt rồi. Dính, dính cái gì? Hắn đỏ mặt đi về phía trước. Tôi bắt buộc phải trả lời loại câu hỏi này à? Lục trí câm lín. Hắn im lặng ngồi vào bàn, vừa ngồi xuống đã ăn cắm đầu mà ăn lần đó là lần đầu tiên lục trí chủ động nói chuyện với cô hắn nói tôi đã lớn rồi ồ ý cậu là đủ lớn để quay tay à cái đó không quy định tuổi tác đâu chủ yếu là còn trẻ nếu quá tận hưởng về già sẽ thường mắc các chứng suy giảm chức năng cương dương đấy cô nói cái gì vậy vành tay hắn đỏ lên trông rất ngốc thì kiến thức giáo dục giới tính cô tỉnh bơ đáp lời. Lục trí liếc cô, chính xác là hắn liếc cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Tờ mờ sáng lục trí dựa người ở trên giường, sờ sờ lên vết cắn bên ngực trái, tưởng nguyệt cắn hắn. Cô thấy hắn chầm ngâm suy nghĩ, mới dựa vào lòng hắn dịu dàng hỏi. Đau hả? Tại sao em lại cắn anh? Tưởng nguyệt đã cắn hắn hai lần rồi, hành động này có chút lạ. Để biết mình đang tồn tại, cô giải thích nghe khó hiểu tưởng Nguyệt hứa với anh chuyện gì Phải thành thật nói với anh được không Cô vùi vào lòng hắn Cả hai không hề mặc quần áo Ra thì tiếp xúc một cách nguyên thủy nhất Mãi một lúc sau Tưởng Nguyệt thở đều Hắn biết cô đã ngủ Một đêm hoàn ái đến hắn còn mệt Huống hồ gì là tưởng Nguyệt Sau quá lâu mới đụng chạm Hắn không nhịn được muốn nhiều hơn một chút Cô cũng vui vẻ Chiều ý hắn Cô như vậy hắn làm sao Có khả năng ngừng lại kết quả là làm đến tận tờ mờ sáng mới ngừng hắn biết mình không nên như vậy nhưng không có cách nào ngăn được mong muốn của bản thân mình cô là mơ ước của hắn cũng giống như linh hồn của hắn ba năm qua hắn sống giống như cho có sống sống một cách vô vị nhàm chán tưởng nguyệt đi làm muộn cô thức dậy rồi nhưng không có cách nào xuống giường nổi kết quả cô phải xin nghỉ nửa ngày chôn mặt vào trong ngực hắn ngủ say Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Mẹ kế con chồng của tác giả An Tịch. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.